mạnh nhất trong thành phố, đã tung hoành giang hồ mấy chục năm, rốt cuộc đã gặp được đối thủ mạnh nhất của ông ta, bệnh cancer. Ê, ông Long, ha, chịu chơi, chịu chơi. Cảm ơn kìa. Cảm ơn. Ê, không có chi, nên vậy mà. 7.5 lượng à, đại ca thế nào rồi? Ông Long à, đại ca chắc là không có gì đâu, cho dù có bắt rắc gì đi nữa thì cũng có chú Bảy ở đây mà. Ở đây chừng nào mới tới phiên mày nói chuyện. Phải đó. À, đúng rồi ông Long à, đại ca chắc không có gì đâu, cho dù là bất trắc gì cũng có chú Bảy đây mà. Tức là tôi đây. Hay là chúng ta lên thăm đại ca nha. Được. Mời. Mời. Tôi đẹp hay là cổ đẹp? Đương nhiên là cổ hai đẹp rồi. Tôi cũng biết vậy, cần chị nói. Daddy, chờ con với. Nhớ nghe đừng có cười. Ông Long đang lên thăm anh. Ê đại ca, khoan chết ta nha. Trời ơi, giờ này giờ gì mà còn ở đây nữa, nhanh lên. Đại ca, đi không được à, đại ca. Nè, đại ca, khoan chết cái đã. Không cần phải nhiều người đến đón tôi. Chào rồi. Đã kêu mày cai thuốc từ lâu rồi, mày muốn giống tao bệnh cancer sao hả? Kiếm đại thằng nào dập tắt giùm tao đi. Đại ca, em đã cai thuốc rồi đó. Đại ca, em cai thuốc rồi mà. Đại ca, cũng đừng hút thuốc nhiều, sức khỏe là trên hết. Ê, tao sắp chết rồi, để tao kéo dài hơi đi. Dạ. Mày biết tại sao tao đặt tên mày là 7.5 lượng không? Dạ em biết, bởi vì đại ca là 8 lượng vàng. Em là đàn em của anh, chỉ là 7.5 lượng mà thôi. Đặt tên cho mày 7.5 lượng, có nghĩa là mày chưa nặng ký. Đâu phải đại ca, 7.5 lượng cũng dài lắm mà. Nè Bảy à, mày đã theo tao lâu năm rồi, mày đã giúp tao làm được mấy vụ lớn hả? Dạ có chứ. Năm xưa cái món nợ 8 phán của thằng Long Tiêu cũng do em đòi giùm anh mà. Ủa mày đã đòi được sao? Sao tao không biết? Bộ em chưa nói với anh sao? Suốt đời mày là vậy đó. Tao biết, mọi người đều nôn nóng sau khi tao chết rồi, cái chức sẽ nhường cho ai. Chính là nó. Tao đã nhận nó làm con nuôi. Nó đang ở trong một nhà tu tại Ý Đại Lợi. Nó thân với bọn Tây Đen lắm. Bao nhiêu năm nay đều do nó móc nối. Tên nó là Hoàng Cửu Đệ. Và tao cũng đã đặt cho nó một biệt danh là Cửu Vân Long. Mày làm gì vậy hả? Cầm đi. Dạ cảm ơn đại ca. Có biết là ai không? Không biết. Ông Long à, ông sẽ thương nó. Đi. Con à. Trung à. Con coi thử có được không? Nhớ nha, con người này không dễ đối phó đâu. Cửu Vân Long có ngồi vững ở chiếc ghế này không? Là nhờ ở nơi cậu đó. Phải coi chừng cái bọn đàn em của thằng Bảy. Tôi chơi đã rồi, tôi không muốn chơi nữa. Ông Long, tôi là Hiếu Thiên. Từ nay có chuyện gì mong ông thường xuyên chỉ dạy, có thể thương lượng đàng hoàng. Tôi thấy cậu muốn gần gũi con gái tôi thôi, có đúng không? Nếu mà ông Long không phản đối gì thì càng hay. Sao lại có người y như là con chó vậy? Chị hai mình đi. Xin lỗi nha, con nít không biết nói láo. Ông Long, ông thiệt là biết nói chơi nha. Ra tay đi. Ê, tụi đi đâu hết nha. Ê, tụi bay làm gì? Làm gì nghĩa là sao? Thiệt quá đáng mà. Chạy xe đi. Rượt theo mau. Mau lên. Thank you.
tôi, đại ca đã nói rồi, nếu có chuyện gì chờ cửu Long Vân tới mới nói. Chú sợ cái gì? Mình chưa có thủ tiêu được ông Long, nó cũng phải sợ mình mà. Nói cũng đúng, chưa thủ tiêu được ông Long tại sao nó phải sợ mình chứ? Tôi nói cho chú biết nha, ông Long lần này chưa có chết được, sớm muộn sẽ thanh toán chú thôi. À, vậy tôi phải làm sao chứ? Cái thằng cái thằng này chờ tao mày. Chú đừng có đánh tôi nha, trước đây có đại ca chống lưng cho chú có thể tùy ý đánh đập tôi, bây giờ chú đừng có đá đồng của tôi nha, biết chưa? Đồ phản bội, phản bội, phản bội vậy phải không? Phải, tôi là một thằng phản bội. Nếu ai nổ súng trán con sẽ thêm một cái lỗ nữa. Đại ca mới ra đi, tôi không muốn ai chết thêm nữa. Dẫn em đi. Được, tôi đi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, chờ khi cửu Dương Long về tới, coi anh em sẽ ra sao. Cái đồ phản bội, tại sao không bắn bỏ mẹ nó đi? Đại ca đã từng nói, mọi việc phải chờ đại ca quyết định. Nói cũng đúng, nhưng mà không biết đại ca mới có chống lưng tôi như là đại ca cũ hay không này. Thực ra đại ca mới cũng là ná giống tôi thôi, cả hai đều có mắt mũi và miệng tai. Con muốn chơi cái gì chứ, ngồi yên đi mà. Mắc dịch, đứng dậy. Tại sao lại phá đồ người ta vậy hả? Cho mượn chân lắm được sao? Sự ý chú sao? Ngồi yên đi mà. Ngồi đi, sự ý chú à. 39.678 trừ cho 7 nhân 39 trừ cho 3.879 trừ cho 4 nhân cho 21 là bao nhiêu? Mày toán nó tôi không biết đâu. Không biết hả? Không biết. Ra thủ hiệu tính lấu cá hả? Cầm nói lấu nha. Ê, đừng phá đồ của tôi. Trả lời câu hỏi. Ê, trả lời đi, đừng làm bộ nha. Trả lời. Đáp số là 18431939256. Thiên tài, đúng là thiên tài đó. Nè, lần này đảng cho chúng ta đi học, rốt cuộc mày đã gặp được thần tượng của mày rồi. Vậy thần tượng của mày là ai? Quách Phú Thành. Nó hát bài gì vậy? Ô đêm. Mày điên rồi, cái bài ô đêm là bài của Trương Học Hữu mà. Mày thiệt dở quá đi. Cũng tại anh đó, anh nói với tôi là Quách Phú Thành hát mà. Bài mà tôi bị mày nghe đó là cái bài Những Ngày Mình Cùng Trôi Qua, là dĩ hát bán chạy nhất của Lê Minh kia mà. Mày á, cứ nghe nhạc của Lưu Đức Quê, nhạc của nó bán đâu có chạy. Thì ra là vậy hả? Vậy nghe nhạc của Đàm Vĩnh Luân. Ê, đi đâu nữa vậy? Đi chơi. Ê, mau chạy theo đi, rủ nó bị lạc, mình phải về nước nghe bác và đảng đó. Anh nói đi, nói đi, nói đi. Hả? Hả? Làm sao tôi biết được chứ? Tôi đâu có biết tại sao bị kẹt trong phi trường này. Hả? Nói đi. Come on. Anh đặt giá máy bay cho tôi mà. Tôi không cần biết nhiều, anh giải quyết đi, mau lên. You want it? What is it? Okay. Hey. What do you think you're doing? Ghét mấy thằng Mỹ này quá. They got off the phone. Hey, where you going? Hey, come back. Arrest him. He damaged the phone, see? Vậy hả? Hey, thằng Lùng, đứng yên. Đừng đi đâu hết kìa chứ. Mày tưởng mày cao lắm hả? Được theo đó. Chào nó lại đi. Tôi không tin mấy người dám đánh tôi. Đừng đánh nữa. Đá tôi bầm mặt hết trơn rồi. Muốn làm sao cua được Dương Tô Hiền? Bỏ đi mày. Cao có ba thứ bắt chước người ta tán Dương Tô Hiền. Vậy hả? Vậy tôi cua Diệp Vũ Nhi. Yên đi mày. Đặng Minh, Nhất Phái. Ý, đi đâu hết rồi? Nè nè, làm rớt cái này rồi. Ừ, không có, không có. Ừ, cái passport này là của anh đó. Ý.
Ây da, cái thằng cha sẽ giống mình dữ vậy. Có tờ vé máy bay đi Hồng Kông nữa. Tôi khoái thiệt. Có con passport này rồi, khỏi sợ bị thằng Đạt Minh và thằng Nhất Phái theo dõi nữa. Cảm ơn nha. Hay quá. Quê, đi đâu vậy? Ơi, cái thằng mất dạy đã bỏ đi đâu rồi? Hỏi mấy thằng công an đi. Hỏi đi. Chào sếp, chúng tôi là nhân viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ở trong kia kìa. Mở cái gì? Móc mắt mày bây giờ. Nè. Nè. Cứ chạy nha. Cái đâu? Đứng lại. Đứng yên. Ê, sao bị lùng đi phân nửa vậy? Đội nhất định bây giờ của Ấn Độ đó. Đại ca, anh còn trẻ hơn sự tưởng tượng của tôi nữa. Có khi nào anh tưởng tôi không phải là đại ca của anh không? Tôi nghĩ không bao giờ. Chúng tôi có hình quanh nè. Cảm ơn. Tôi không phải là Hoàng Cửu Đệ. Đại ca, chuyện này không thể giỡn chơi đâu. Mấy chục ngàn người trong bang hội của mình, chỉ vì sự ra đi của bang chủ đã chém giết lẫn nhau đó. Nếu anh không phải là Hoàng Cửu Đệ thì tôi cũng không dám tưởng tượng là sẽ có bao nhiêu người chết nữa. Không nghiêm trọng vậy chứ? Sẽ nghiêm trọng hơn là anh tưởng tượng. Vậy tôi là Hoàng Cửu Đệ, nhưng mà nói với họ là đừng có tàn sát lẫn nhau nữa. Đại ca, tôi đang chờ nói câu này đó. Ăn đi. Cảm ơn đại ca. Bữa nay anh dẫn tôi tới công viên Hải Dương để bơi nha. Còn nữa, dẫn tôi tới mall mua đồ chơi, rồi sau đó dẫn tôi tới Gia Hòa để thăm Thành Long. Hai mình về nhà lớn trước nha. Nhà lớn? Nhà lớn gì? Là nhà lớn. Khiêng hết hành lý lên lầu đi, cẩn thận ha. Dạ. Để đi à. Sao mỗi lần con gọi ba đều thấy run vậy? Tại sao mình phải dọn vô đây ở chứ? Đàn em của ba đều đi theo thằng phản bội ở ngoài, đâu còn ai bảo vệ ba chứ. Ba đừng có nói vậy nha. Ba nên nói ba là người đức cao danh trọng, ba được anh em mời vô đây để mà trấn thủ. Đúng rồi, thì ý của ba chính là vậy đó. Biết nói không. Còn đừng tối ngày tưởng ba là người bất lực. Ba đã suy nghĩ kỹ, phân tích rất kỹ rồi. Cái gì? Từ hồi ba đánh giày cho người ta ở Thượng Hải, được đại ca coi trọng ba mà. Làm ăn tới giờ phút này làm ăn kiếm dữ quá mà. Con có biết là nhờ cái gì không? Nhờ cái gì? Chính là nhờ hai chữ ba chịu hy sinh. Đối với anh, đại ca, đây là nhà. Ý, bằng sắt hả? Bây giờ gì vậy? Lạnh quá vậy? Ý. Con chịu. Dù nó là tới đâu. Sao giống nó vậy? Con chịu mà. Con chịu đó. Đại ca. Đại ca. Ông cũng kêu tôi bằng đại ca hả? Dạ phải. Thôi chết rồi, tôi đâu muốn lớn gì đâu. Không lẽ tướng tôi già? Tướng của tôi già lắm hả? Dạ không phải, em xưng anh là đại ca, không phải là tuổi anh già đâu, mà em tôn trọng thôi. Tôn trọng tôi? Dạ phải, dạ phải. Không già? Dạ không già đâu. Dạ cái nhà này anh là người lớn nhất mà, mọi người phải kêu anh là đại ca. Em Út. Anh chịu kêu em là em Út rồi. Sao vậy? Anh ở lâu rồi sẽ biết mà. Nè, đây là con ăn xin của tôi đó, anh chào đại ca đi. Chào đi. Chào đại ca. Em Út. Call me Veronica. Gì vơ? Veronica. Tôi không biết đọc cái chữ này đâu. Tôi gọi nó là con vơ được không? Dạ được. Hay gọn gàng tóm tắt lắm. Hay đó hay đó. Anh hai à, em làm anh nghĩ tới chuyện gì vậy? Bào ngư. Nói như vậy em thuộc vào loại bào ngư gì đây? Loại bào ngư rất là ngon lành. Daddy à, đại ca vừa thấy mặt của con đã chảy nước miếng rồi. Con nghĩ chắc chắn là anh muốn đớp con rồi. Đồ khốn nạn, kiểm điểm một chút được không? Đại ca. Anh kêu tôi là đại ca hả? Ổng là em Út, này là em Út, này cũng là em Út luôn. Tên của tôi là Hiếu Thiên. Chà. Đau quá.
đau quá. Tôi không có ngờ anh chịu không nổi, xin lỗi nha. Em Út Ba, lần sau đừng mạnh tay vậy được không? Cái thằng phản bội về đây làm cái gì? Chừng nào tôi phiền ông lên tiếng vậy? Tôi trở vô. Sao sợ quá vậy? Đại ca, hôm nay tôi dẫn anh em tới đây muốn bàn danh về chuyện đường ai nấy đi. Không biết là ý của anh ra sao hả? Tôi đâu có sao. Anh muốn đi đâu đi chứ, ăn thua gì tôi? Đại ca, anh có ý kiến gì cứ nêu ra đi, cần gì phải giấu ở trong lòng chứ hả? Nói đi. Tôi mới cột dây dài, anh cậu dùm đi. Làm ơn đi. Anh cột dây dài xong rồi muốn đi đâu đi. Làm ơn đi. Được, không thành vấn đề. Đẹp lắm, còn nhanh nữa. Cảm ơn. Đại ca đúng là đại ca. Không dám. Ê, bye bye. Ngon đó. Đi. Bye bye. Hay quá đại ca. Coi chừng thằng phản bội này nó muốn bôi tên của anh à. Cái gì là bôi tên? Bôi tên tức là muốn anh chết. Sao chơi ác quá vậy, muốn giết tôi? Ông muốn nuốt luôn bằng hội của anh nữa. Nuốt bằng hội của tôi hả? Tôi có cách rồi, bỏ cho nhiều đi, nuốt cho cay chết cha luôn. Anh nói chơi nói thiệt đại ca. Đừng giỡn mà. Chờ. Nhiều súng hơi quá vậy. Đại ca, lượn kệ đi. Tôi không chơi súng thiệt đâu. Tôi không thể bên cạnh của anh hoài. Anh phải học tự bảo vệ. Tôi không biết bắn. Được rồi hả? Bắn đi. Không phải bắn như vậy. Để tôi dạy cho. Mắt đến đâu rồi? Mục tiêu tham đường chỉ thật. Đúng ha, đúng đường thẳng đó. Anh đánh sát rồi. Đơn giản vậy ha. Thêm lần nữa. Thành đường chỉ thẳng hả? Sao rồi? Tập trung đi. Xuống hơi chưa xuống hơi gì? Đại ca, đem vào dùng cho anh thôi. Xin lỗi nha. Đi ngủ thôi mà. Cần gì đông người vậy? Anh em ra ngoài đi. Đi đi. Dạ. Đi ra ngoài. Đi. 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 Dẫn tôi ra ngoài chơi đi. Hôm nay mấy thằng Thiên cột dây dài cho anh, anh làm nó bị nhục nó không tha cho anh đâu. Một khi anh bước ra khỏi phạm vi thế lực của chúng ta thì anh chết chắc. Nhưng anh không cần sợ. Đại ca có tụi em 24/24 bảo vệ cho anh, anh tuyệt đối là an toàn. Cho nên chúng ta trên trời dưới dưới sẽ cố gắng tối đa, tuyệt đối không cho thằng Thiên đụng tới một sợi lông của anh đâu. Không nghe nói nữa. Người lớn mấy anh không cho phép người ta đi phố, cứ viện đủ lý do. Tôi ra ngoài. Ra ngoài đi. Buồn quá đi. Ê da, buồn quá. Ê da, buồn quá trời đi.
Ê, sao chờ tới sáng được? Tới anh kìa, đi đi. Được, tới viên anh. Ôi, hả? Đại ca. Ngủ không được. Tinh thần đầy đủ ha. Chuyện gì mà buồn phiền vậy? Ba lo Hoàng Cửu Đệ trở về sẽ gây bất lợi đối với mình. Ba yên tâm đi, con sẽ đối phó nó giùm ba. Vậy bà thấy yên tâm lắm. Đại ca. Đại ca. Đại ca đâu rồi? Đại ca. Ê, trời ơi, thằng khốn nạn làm tao hết hồn kìa. Dẫn ra tôi hả? Đại ca, bệnh tại quá đi. Bệnh quá. Thiệt không? Bọn chiếc con này lên chắc chắn sẽ mê chết mấy con nhỏ đó. Thôi đi. Tôi không muốn ai chết đâu. Tôi không muốn. Thôi, vậy để mấy nhỏ nó mê chết xỉu luôn được không? Được không? Vậy được. Vậy mặc lên thử coi. Thôi đi, tôi muốn thử cái kia. Được. Vậy ba đứa bay cởi hết áo ra cho đại ca mặc thử đi. Cởi luôn cái quần lót nữa cho đại ca thử lẹ lên. Tôi không muốn quần lót của họ đâu. Vậy thôi. Quần áo thì tạm đủ rồi, nhưng mà chưa có đồ chơi. Chỗ nào bán đồ chơi vậy? Đằng kia kìa đại ca. Hay quá, theo tôi. Xin lỗi nha ông. Chuyện gì? Xin lỗi nha, bây giờ cả của ông đã quá hạn rồi. Cấm quá hạn à? Bắn thằng kia không được đâu, đưa đây cho anh coi. Nè đại ca. Đại ca. Nè, chơi súng hả đại ca? Đại ca chơi súng à? Đúng vậy. Nè, mua hết mấy đồ chơi này cho tôi nha. Nhiều đồ chơi như vậy, anh chơi đâu hết đại ca? Tôi mua cho thằng Long, thằng Bi thôi. Hay quá. Lập tức gọi Lý Gia Thành cho tao, mượn 5 tỷ tiền bạc cho tao. Chú không quen Lý Gia Thành đâu. Tao mà không quen Lý Gia Thành hả? Cái này. Còn cái này nữa. Mấy cái đó không mua đâu. Chỉ mua cái này thôi. Làm gì cầm đóng vậy? Cầm làm cái gì nữa? Tôi không mua đâu. Chỉ mua cái này thôi. Wow. Ý, đã thiệt. Cô hai, có cảm thấy cái này của tôi hơi cục không? Cái của ông đã dài nhất rồi đó. Nói cũng đúng. Không ngờ tuổi còn trẻ mà nhận xét chính xác lắm. Lấy đi rửa đi. Lấy đi rửa thì nó sẽ bị teo đó. Bồn đụng chị hả chị hai? Xuống xe. Chuyện gì chứ? Cũng đi mày, qua bên kia. Tôi là giám đốc tiệm này, đây là danh thiếp của tôi. Ê, đừng có giữ như vậy, cấm đánh người ta. Thưa chị hai, chiếc xe này em thích lắm. Hay là chị cho em mượn em chơi lát nữa đi nha. Em thích xe này lắm hả? Phải, cho mượn chơi lát đi. Không được. Tiền của em có mà em mua nha. Có tiền không hả? Có đi. Có tiền muốn làm cha sao? Chiếc xe này của chúng tôi là hàng mẫu. Không bán đâu. Không bán. Bán cho em làm ơn mà. Còn bán hay không? Vậy là ý gì? Anh có biết khu chim sa chuỗi dữ nhất là ai không? Nó tên là thằng Bi đó. Anh có biết thằng Bi là gì của tôi không? Là đại ca của tôi đó. Anh có biết đại ca của tôi là gì không? Là con của ông già tôi đó. Vì ẩn mặt hả? Chị thì không bán hả? Daddy à, con đi về nha. Đại ca, cái này có gì chơi vui chứ? Chỉ tốn thời gian thôi, trò chơi con nít mà. Cái của em ở ngoài chơi vui hơn. Người lớn chơi hả? Dĩ nhiên rồi, con nít làm sao biết được. Thôi được, ra ngoài coi. Đi. Ê, đừng có kéo tôi nhanh vậy. Nè, đại ca coi này. Gì? Không phải gì trên này, nhìn đằng trước kìa. Anh mua hả? Bây giờ thuộc về đại ca rồi.
Đại ca phải nhớ kỹ đó, là tại em mới khiến anh vui như vậy. Lấy làm sao đi? Để mà rồi, sang số 1, giọt đi. Chừng lắm. Khi không có gì lướt qua vậy, làm hết đâu mà. Đại ca, đại ca. Chuyện gì? Nguy hiểm kìa. Ở đâu? Ở trước mặt kìa, nguy hiểm. Hey, vai, vai, vai. Ê, ngừng xe. Bây giờ làm sao? Còn làm sao nữa hả? Thì tháo bánh xe. Ê, làm bên đây ra đi. Hết ra. Cho coi giúp đi. Ra đi. Em Út à, sao bên kia đông người vậy? Đại ca, mình về đi. Đại ca, đừng coi. Ông có nhớ là có bao nhiêu người đánh ông không? Làm sao nhớ chứ? Mười mấy thằng bu lại đánh tôi, rồi lại cướp xe mô tô của tôi. Xin lỗi nha. Hả? Là nó đó. Là nó đánh ông à? Đúng vậy. Không phải đâu, không phải đâu. Tôi đang có xe trả lại cho anh thôi, đừng có giận. Uầy, khỏi phải nói nhiều nữa. Anh em, dẫn hết về bốt giúp việc điều tra. Đi, 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 đi. Xin lỗi nha. Mau lên, mau lên. Đi. Lên, 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 đi. Lên, 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 đi. Nè, nếu không chịu phân tích đại ca chúng tôi, rủi có hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm. Bọn người ngoài là bọn gì? Đàn em của tôi. Như vậy anh xếp sòng lắm rồi. Tôi đâu có xếp sòng gì đâu. Tại họ kêu tôi đại ca thôi. Tôi đâu có dám xếp sòng bằng họ đâu chứ. Tôi... Đại ca, tôi cảnh cáo anh nha. Anh đừng dễ mặt đó. Các ông muốn kêu tôi đại ca hả? Như vậy tôi kêu ông bằng em Út nha. Anh ra ngoài đi. Dạ. Nè, tôi hỏi anh. Chiếc xe mô tô đó có phải anh biểu người ta tới cướp hay là không? Ừ. Không phải. Nhưng cũng tại đại ca thôi. Em phạt anh đi. À, đừng dùng đôi mày nha. Đôi mày đánh đầu lắm. Được. Anh cứ kể ra hết đầu đuôi câu chuyện này đi. Kể đi. Kể ra hết hả? Đương nhiên rồi. Tại sao không nói? Dạ. Nè, em có phải là người tốt không? Dĩ nhiên tôi tốt rồi. Thiệt nha. Anh Trung, anh có hành động gì thì lập tức báo cáo cho tôi biết. Đúng vậy, để cho chúng tôi có thể chạy trước. Ê, anh phải cho chúng tôi gặp ảnh. Nếu không chúng tôi phải đi về ngay. Đúng, đúng vậy. Tôi đã có quyền quyết định. Thì mà chưa có ai nói với anh cả. Anh chưa biết anh là người xấu đâu. Vậy anh có muốn làm lại người tốt không? Ừ, muốn chứ muốn. Cho anh cơ hội đi. Vậy từ nay anh phải nghe theo lời tôi, chịu không? Ừ, được. Nè, móc tay nha. Móc tay nhau, thằng nào nói láo thì ăn cứt mũi. Được. Nè, tuy tôi là nhân viên cảnh sát, nhưng tôi vẫn có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết. Từ nay phải trông cậy vào anh. Ừ, ăn đi. Thả ra đi. Thả ra đi. Thả ra đi. Lên, 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 lên. Đại ca, đại ca. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Xin lỗi. Ý, sao cái mặt chị kỳ vậy? Bị thương còn nặng hơn nữa. Dạ không gì. Em được cái anh bay lớn á, mời về nhà, giọng vài cái vô mặt thôi à, không có sao đâu. Không có sao đâu.
Không có sao. Vậy tức là bây giờ em không kiện nữa chứ gì? À, không kiện nữa. Anh bây giờ hết chuyện rồi phải không? Vậy là hết chuyện rồi. Lớn tiếng chút đi. Không kiện thì hết chuyện rồi. À, anh bị lớn à, bây giờ hết chuyện rồi. Cảm ơn đại ca nha. Hey, 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 vậy dạ, tôi đây đãi nha. Tôi đây đãi nha. Tóm lại đánh người là không đúng. Giờ em biết lỗi mà đại ca. Đại ca, bây giờ em đã giúp anh trừng trị ống rồi, anh coi. Em biết rồi đại ca. Mày nha, bị cảnh sát bắt như vậy. Hư quá đi. Phải trừng phạt mày nè. Cấm cho game 4 tuần. Chưa, lâu quá. 3 tuần đi, đừng năn nỉ nữa. Nhất định nha. Nhất định như vậy, làm người tốt, làm người tốt. 2 tuần nha. Ừ, thôi đi. Chào đại ca. Ừ. Dạ phải. Kem nhà sữa tươi của đại ca đây nè. Ừ, cảm ơn. Cấm chơi game à? Ý dạ. Có đồ chơi rồi. Lôi nó vô trong đi. Giết xong chưa? Ê, mày tội gì đó? Tội ăn cắp. Tội ăn cắp kìa. Kẹ tay. Kẹ tay đi. Kẹ tay đi. Tiếp đi. Tội gì? Tội đi mét. Tội đi mét đó. Kẹp lưỡi. Kẹp lưỡi. Kẹp lưỡi đi. Kẹp lưỡi đi. Người kế tiếp. Người kế tiếp đó. Tội gì? Tội đâm trước ngực. Đâm trước ngực kìa. Kẹp trước ngực. Kẹp trước ngực. Đây. Tới người tiếp đó. Thằng này tội gì? Thu tiền bảo hộ. Thu tiền bảo hộ kìa. Kẹp sau lưng. Kẹp sau lưng. Kẹp sau lưng. Kẹp sau lưng đi. Người tiếp. Bên ngoài cái gì ồn quá vậy? Tội gì đó? Tội hiếp dâm. Lần này phạt 9 tuần. Lần sau nếu còn tái phạm sẽ giáng 91 năm nữa. Biết chưa? Dạ em biết. Anh Trung Hoa, tôi tới chịu phạt đánh bằng tay. Đánh bằng tay. Vũ đi. Cái tụi khốn nạn này, người không ra người, ma không ra ma. Lỗi vô trong. Đại ca, điện thoại. Ừ, cảm ơn. Tiếp theo là các. Mày hả? Ừ, hello, sếp Lâm hả? Dạ phải, tôi đây. Hả? Trực tiếp truyền hình hả? Ê, hay đó, tôi cũng được coi mà, bye bye. Huy, kiếm tôi có chuyện gì? À, tới đúng lúc đó. Khu của anh bán xì ke hả? Đúng. Từ nay cấm bán xì ke. Biểu tôi không có bán xì ke, tôi không bán xì ke tôi ăn gì? Bán thuốc lá. Ừ. Bán thuốc lá? Đúng. Chính phủ Hồng Kông không ưa người ta bán xì ke đâu. Bán thuốc lá cũng không ưa rồi, nhưng mà không bị ở tù. Ừ? Dạ, có thiệt không đó cha? Tụi bay cấm như vậy, tụi tao đâu còn có chỗ đứng nữa. Không lẽ bị tụi tao đứng ngoài đường sao? Thiệt tình. Chú dám chơi với tôi hả? Lạ hoàng à. Giỡn chơi. Ừ, xin lỗi nha. Ừ, đại ca. Tới trễ bắt mấy người đợi lâu ha. Sao tôi trễ quá vậy? Hôm nay anh giỏi thiệt. Cột như vậy lâu lắm rồi. Vậy sao? Đúng. Ồ vậy à, anh cột xong rồi đưa coi đi. Không phải cái dưới đâu, cái trên nè. Hả? Có đẹp không? Nè, qua đây. Chào quý vị. Nè, đại ca. Cái ghế này anh ngồi đó. Ừ, chỗ này ngồi không được đâu. Cái ghế này phải xét theo tư cách, xét theo địa vị mới ngồi được đó. Bác à, bác ngồi ghế này nha. Không được đâu. Gì? Không được. Bác à, chiếc ghế này không vững lắm đâu, cứ để cậu ngồi đi. Ừ, đúng rồi, đại ca, anh ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi thiệt hả? Nè, đừng giỡn. Nè, đừng có giỡn trong này đại ca. À, còn chưa ăn sáng đó. Đói bụng quá đi. Quý vị, bây giờ tới phiên chúng tôi chia địa bàn. Đây nè. Đây nữa. Không được đẹp đó. Tôi không thích màu đỏ đâu. Không chịu.
Hay là rút hết màu đỏ đi ngay, chịu không? Hay đó, hay đó, hay lắm. Bỏ hết màu đỏ, cắm màu xanh vô đi. Màu xanh đẹp lắm. Màu xanh tượng trưng cho anh Dũng, có nghĩa là rộng rãi, có nghĩa là làm cha, nghĩa là thứ thiệt đó. Chị Hai à, chị đoán coi cái vụ ngoài của 8 lượng vàng do ai làm gì? Người nào là đàn anh thì người đó chịu. Chị à, chị đẹp quá, chị lấy tôi nha. Vậy cũng được, tôi hứa với anh. Hay quá, chị tên là gì vậy? Thì cứ gọi là chị Lâm. Chị Lâm hả? Đại ca, lấy vợ không có anh Phúc đâu. Không biết tại sao gặp mấy tiếng đồng hồ thôi mà trong lòng thấy băn khoăn quá. Nhưng mà không sao, chị hẹn với tôi tối ngày mốt rồi đi ăn với ánh đèn cầy, thiệt là lãng mạn quá. Em hãy đi gọi điện thoại cho anh Thiên nói là chị đang bàn chuyện hôn nhân với đại ca của anh. Chị Hai à, em cảm thấy em càng lúc càng phục chị đó. Em ra ngoài theo dõi nha. Đại ca, đi theo làm gì đây? Em phải theo anh đi bảo vệ anh. Không phải đâu, có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Anh biểu em yêu chị Lâm, em yêu chị Lâm thiệt, anh giành không lại đâu. Tôi đâu có. Anh không tin? Em thề. Thề đi. Nếu như tôi yêu chị Lâm, tôi sẽ bị ta xương nó thịt. Đừng nha, đừng nha. Ngày hôm qua đàn em chú Bảy đồ chém thành ngàn khúc đó. Ông nói vậy? Đúng vậy. Tôi sẽ bầm nó. Ê, đừng đi, đừng đi. Sao đồ chém người ta hoài tàn bạo quá đi. Hay làm thầy theo anh nè. Thầy sao? Nói với anh nha. À, nếu tôi yêu chị Lâm, nếu tôi yêu chị Lâm, tôi không được ăn kẹo. Ăn kẹo? Đúng vậy, khu vực không được luôn. Được, cả hoa tay chiên cũng không được. Ừ, vậy là thầy được rồi, về nhà đi. Đúng vậy, về nhà đi. Đi đi. Đi xa chút nha. Không thể về được. Nè, lấy đi không nói gà con chứ. Anh nói bên trong thiệt. Được, hôm nay con phải bắt đại ca có một sự lựa chọn sáng suốt. Bà cứ ở nhà chờ tin mừng của con đi. Ý. Ừ. Wow. Chị Lâm. Ngoan. Cũng đúng giờ lắm. Ừ. Ừ. Em biết, em biết. Hôm nay chị hẹn em đến đây là muốn em cầu hôn với chị một cách long trọng với gì phải không? Ừ. Em đã mua sẵn bông rồi nè. Cảm ơn. Chị lấy em nha. Được, tôi hứa. Vậy được, mình làm lễ. Dạ. Sẵn đã tới đây rồi thì gọi cái gì ăn đi nha, có chịu không? Chị đói hả? À. Thưa cô uống gì? Thuốc độc. Hả? Đại khái cái gì cũng được mà, sao anh ngu quá vậy? Cô cũng đi hả? Bây giờ thì là tức quá đi, sao giờ này vẫn còn chưa tới? Ừ. Ừ. Em ăn no rồi. Còn chị? Chưa có ăn hết. Chị ăn tiếp đi, em mời mục sư nha. Nè nè, gọi kem ăn đi chứ. Ừ, hay đó, hay đó. Có kem ăn hả? Hay đó. Làm ơn. Sao mà ăn nhiều quá vậy? Anh nha, mai mốt lấy vợ, nhớ đừng có lấy mấy cái con ăn nhiều. Cho cái hamburger thêm trái chuối. Ừ. Sao kỳ vậy, anh Hiếu Thiên giờ này còn chưa tới. Anh xét đã chưa? Thưa sếp, không tới gì. Sếp à, tôi tới đây để ăn cơm nữa. Tóm lại đêm nay anh đừng có hòng ăn cơm tại đây. Tại sao là không được, tôi nhất định phải ăn. Sếp à, có súng nè. Có súng thì sao hả? Dưỡng trời. Cây súng này là của tôi sao? Ăn thua gì tới tôi đâu có quen biết nó. Dẫn hết về bót điều tra. Yes sir. Yes, sir. Dẫn cái gì sir? Dính dáng tới tôi chứ. Đừng đụng tôi nha. Đi đi. Ăn no rồi, buồn ngủ quá. Hay là bạn tiếp chuyện cưới của mình. Khoan cưới đi.
sáng mai bàn. Nên à, mình đã sắp làm vợ chồng thì phải nên bồi dưỡng tình cảm đi chứ. Người ta có nói một câu này mà tôi rất là tán đồng, tức là chồng chấp vợ nói. Vậy là sao? Cứ nghĩ là anh thích làm gì thì tôi sẽ làm theo. Vậy chị về ngủ với em nha. Nên à, bộ không có cảm thấy là anh Trăng hôm nay nó rất là lãng mạn hay sao? Nếu mình lãng mạn như vậy, chị hai, chị là giỏi quá, không cần chờ anh Thiên tới đó ra tay rồi. Chị đâu có ra tay. Như vậy tại sao đến nông nỗi này? Thôi mau về đi, không thì bị nó bắt phải nhảy đầm như nó thì chết đó. Đi mau đi. Chị hai. Wow. Chị Lâm đâu rồi? Chị Lâm. Khẩu David mà chị dặn em đã chuẩn bị rồi. Cảm ơn. Nè, gả cho anh thiệt à? Chị không có để cho nó lợi dụng chị đâu. Tóm lại không thể giết nó trong buổi lễ cưới thì nó cũng không thể qua khỏi tối mai. Nhưng mà em cảm thấy cái thằng khờ đó cũng được lắm mà. Vậy thì em lấy nó đi. Anh đâu có thích em. Nhưng anh Thiên cũng nói là yêu chị mà. Vậy khác chứ bộ, có thành ý hay không liếc một cái là biết liền. Em mà biết cái gì chứ đồ con nít. Ba biểu chị giết nó đó. Nhưng phải cưới nhau đó. Mời ngồi bên này. Ê, bộ đồ này có đẹp không vậy? Sếp à, sếp có cảm thấy thằng nào thằng nấy cái mặt chầm chầm không? Ráng chờ chút đi. Nếu mình không có mặt ở đây, họ sẽ chém giết lẫn nhau đó. Yes sir. Có bị méo không vậy? Sửa lại giùm anh đi. Làm ơn mà. À, nghe rồi. Daddy à, tôi có nhiều cảnh sát quá vậy. Tớ là người chứng hôn kìa. Bây giờ đại ca của mình coi như là người có tài tiếng trong giang hồ đó. Quý vị thân hữu, lễ cưới bây giờ bắt đầu.
Làm ơn đi. Làm ơn. Không cần làm ơn. Khốn nạn. Thiệt sự 100% đó. Năm ngoái đánh gục Tyson báo có đăng mà. Em không đọc hả? Không. Ý chà, anh biết tự lo lắng lấy mình mà. Thiệt đó, anh biết mà. Ý, chị Lâm ra tới kìa. Em đi mau đi. Ừ. Tôi đi đấy nha. Định ngủ đây à? Có cần cho anh chiếc giường hay không? Tôi không ngờ là hộ vệ bây giờ lại theo sát như vậy. Cô yên tâm đi. Nếu có ai hại tới đại ca của cô, tôi không tha đâu. Ngủ ngon. Ý, đi đái xong rồi. Ý, em út đâu? Ra ngoài rồi. Đuổi đi rồi hả? Ý, vậy thì hay quá. Có thể ngủ rồi. Ừ. Sao không ngủ gì? Không đủ chỗ hả? À, để nằm xích qua trước nha. Hay làm đóng cửa sổ lại trước đi. Ờ. À. Ừ, dép ra rồi. Người bắn đó. Khốn nạn. Đi. Ở ngoài có người bắn kìa. Cho mày coi. Em út bà, anh đau quá đi. Đau quá. Đau quá. Sao kỳ vậy? Không chết thuốc tây à? Đúng, đã có chết rồi. Chết rồi sao đau quá vậy? Nhìn thấy càng đau hơn. Anh đang hết 4 ly kem rồi còn đau. Nè, cho anh thêm ly nữa nè. Vâng, cảm ơn. Có bỏ thuốc mê hả? Vậy em tha hồ rửa đi. Tôi thì không sao đâu, chịu nổi mà. Chị à, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Chị đi, anh buồn lắm đó. Từ nay tôi không đụng chạm gì tới anh. Bà xã. Bà xã à. Đi, bà xã đâu rồi? Kiếm vợ tôi giùm tôi đi. Tôi muốn gặp mặt vợ tôi. Con à, sao con buồn rầu vậy? Không biết anh bây giờ như thế nào. Bà biết con chưa có giết được nó, nhưng mà con cũng đừng buồn, mai mốt còn nhiều cơ hội mà, sớm muộn sẽ có dịp thủ tiêu nó thôi. Nè, nè cậu đi đâu vậy? Ai là vợ của cậu? Vợ của tôi này mà. Cậu đừng có vô ẩu nha, mất công chủ rể chúng tôi. Vợ của tôi này nè, buông ra đi. Vợ của tôi thiệt mà. Nè, bà xã. Anh còn thích đi làm cái gì nữa? Tôi hỏi cô làm gì đúng hơn. Cô kết hôn với tôi rồi mà, con đến đây làm cái gì? Ba, cậu hơi quá đi, không chịu về nhà con kìa. Anh về đi, tôi muốn gặp mặt anh. Đúng rồi, anh đi về đi. Tại sao vậy? Tôi không có tốt giống như anh tưởng tượng đâu. Tôi biết. Biết cái gì chứ, có biết tôi đối xử như thế nào hay không? Biết là cô nổ súng bắn tôi.
nhưng mà tôi vẫn yêu cô. Má tôi thường đánh tôi mà, nhưng tôi không yêu má tôi vậy. Chị hai của chị đôi khi không biết lý lẽ gì hết. Nếu bây giờ anh không về anh sẽ chết. Không có chị Lâm tôi cũng chết đó. Vậy sao? Cậu không có con Lâm thì cậu chết hả? Được, tôi cho cậu tội nguyện. Cảm ơn bà. Bà hãy tha cho anh đi. Đừng nên tha con nha. Chị Lâm, bà đã huấn luyện con nhiều năm, hôm nay trước mặt ba con lại bên nó. Thưa bà, dù gì anh cũng là chồng của con. Cái gì? Đúng vậy đó, con lên đường với cổ rồi. Chị xin lỗi nha. Chị Lâm, hôm nay bà phải cho con làm quá phụ. Dẫn tôi ra ngoài. Tại sao vậy? Tại sao phải dùng cách này? Bà hãy tha cho chị hai và anh rể đi. Bà, con sẽ lại nói rõ ràng với ba. Giỏi, giỏi ghê ha. Chị em đồng lòng. Nếu con có giỏi hạ được tứ đại sát thủ của bà thì bà sẽ cho con đi. Phải đánh lộn hả? Con bọn không biết đánh hay sao? Không biết thiệt mà. Nhưng bây giờ học cũng được gì? Con đánh. Đánh cái đầu của anh đó. Bà, con đánh giùm trận. Hay đó. Được, nể tình con là con trưởng, bà cho phép con đánh hai thằng thế cho nó. Hay quá. Thưa ba, hay là con thay thế anh rể đánh luôn hai cái thằng còn lại nha. Câm miệng, nếu không ta đánh chết luôn. Không cần chị đâu, chị hai đánh 1-2, em đánh 3-4. Không phải là 3-4 mà là 3-4. Là 1-2-3-4. Ồ, 3-4. Câm miệng. Hả hồ ông, công tôn thao. Hai người ra đánh với cô hai. Cẩn thận nha. Thấy rõ chưa? Tới phiên của anh. Ghê thiệt, ghê thiệt. Phải có chừng nữa. Em học biết rồi. 3-4, bắt đầu. 3-4 ra đây. Như vậy, lùi lại chút đi. Đánh lên đầu em kìa. Đầu mà đánh như kiểu chị. Không có sao, cứ đánh tiếp đi. Tiếp hả? Ây da, đúng kiểu rồi, mau mau đá đi. Đá vào lái kiểu quan chị Lâm. Chết mày chưa? Cho mày chết luôn. Bà xã, xin lỗi nha, học chưa có đúng. Chúng ta trúng đùi. Tại sao phải nổ súng? Tôi đã nói bắn ngay tay và đùi của anh mà. Nếu mà sau này anh còn bắn sau lưng của tôi nữa, tôi sẽ bắn ngay khớp xương thứ ba của ngón tay út của anh đó. Có giỏi không? Sao lại sử dụng súng hơi? Tại em trung đó, cứ bắt em phải mang súng theo. Em đâu có thích, nên mang súng hơi thôi. Ba, trả ba nè. Ê! Thả chị ra. Đừng đi. Ra ngoài. Đi ra ngoài hết. Đi đi. Sao đi? Ông Long, ra ngoài đi. Mày muốn làm phản? Ông Long, tôi tới đây là muốn thủ tiêu con rể của ông thôi. Ồ, thì ra anh là người của anh Thiền. Anh Thiền nói rất đúng. Xã hội đen mà không có làm chuyện phi pháp thì còn gì là xã hội đen. Mày đâu phải là ngày đầu tiên theo tao. Mày biết con người của tao mà. Tao không dễ bị hăm dọa đâu. Ông Long, ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đây là con gái của ông đó. Đã làm con gái của tao thì phải chấp nhận hoàn cảnh như vậy. Cố gắng bóp cò đi. Tao bảo đảm mày sẽ lãnh không ít hơn 100 viên đạn. Con rể tốt. Con yên tâm đi, bà sẽ bảo vệ con. Tao không ngán đâu. Với quả là của khẩu súng mày, cho dù mày bắn trúng tao hả, người đứng đằng sau lưng của tao cũng chết luôn. Nổ súng đi, bắn đi. Anh rể, đành phải hy sinh cá nhân. Anh ơi, chắc là anh không ngờ viên đạn xuyên qua bàn tay này, tốc độ của nó bị giảm đi và sức tàn phá của nó chỉ là mình bị thương thôi, không bị chết đi. Bây giờ anh ho 2 tiếng rồi sẽ bị xỉu. Hơi giờ anh rể đau rồi chứ gì. Từ nay đừng dùng bàn tay làm chuyện bậy bạ nha. Chị có người chồng giỏi ghê. Giỏi thiệt. Thiệt. Giỏi chứ. Nè, cái chiêu này ba chưa từng nghĩ qua đó.
Bà chưa coi qua người sang thành phố đâu. Nếu bà coi qua rồi thì bà biết mà. Ừ. Không biết hả? Nè, cho bà mượn nè. Nè. Ba, con dẫn vợ con về được chưa? Ê, ăn cơm rồi hãy về. Con sẽ tốt. Chú Bảy à, chú Bảy à, đó, chú đó, chú ngồi đi. Chú Bảy, ngồi đi, ngồi đi. Đừng cất cháu hả? Ngồi đi. Chú Bảy, ngồi đi. Cất cháu làm gì? Các chị anh em, đặc biệt hôm nay giới thiệu với quý vị, trưởng ti. Sao lại dắt cảnh sát tới đây làm gì? Làm gì? Mời sếp ngồi đi. Đại ca mà ngồi, Sếp mà ngồi đi. Anh ngồi mới đúng. Sếp ngồi đi. Ý da. Sếp là lính mà. Còn họ chỉ là cướp thôi. Mặc kệ họ đi. Nè mấy anh em mà nghe lời của ông nha. Biết chưa? Quý vị lãnh tụ xã đoàn. Tôi biết quý vị lúc nào cũng giữ đúng luật pháp. Duy trì luật pháp. Với tư cách đàn anh xã đoàn Hồng Kông, tôi đây nhất định ủng hộ ông trưởng ti. Trưởng ti, khi nào ông cần tôi giúp đỡ thì tôi nhất định giúp đỡ. Đúng vậy, mấy người có chuyện gì khai hết cho ông trưởng ti biết đi. Bắt đầu ngày mai khu chúng tôi sẽ cấm hết các loại súng K54. Giỏi. Từ nay ai đi cướp bản súng của tụi tao sẽ chơi thằng đó. Cano dưới tay của tôi từ nay không chở mấy cái thằng ở khu cộng sản tới Hồng Kông. Hay lắm. Tốt. Nhưng anh Thiên à, khu của anh gần đây có nhiều bà già bị người ta lừa gạt tiền trợ cấp. Anh có cách nào không? Thằng nào cả cái tiền trợ cấp của bà già cũng lừa gạt vậy. Giải cho nó xanh con không có lợi đích. Chuyện liên kết với nhau, thành thực xin lỗi nha. Đâu có ăn thua gì. Anh đòi tuần lương mà phải chịu thôi. Khôn ngoan quá ha. Chào chú đi. Chào chú. Ngoan. Hello. Chào chú. Ngoan nè, xin phép nha. Bye. Nè anh Thiên à, anh đòi đối phó thằng Hoàng cứu đệ, chúng tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Nhưng mà cái vụ này thì nguy hiểm lắm. Ông hãy yên chí đi. Tóm lại là không có lâu lắm đâu. Đại ca phải tự giải nghệ. Nếu mà anh Thiên nói chắc ăn như vậy, chúng tôi trông cậy được anh đó. Được. Hễ khi nào mà bên đảng Tây đang có tin tức gì thì thằng nhóc sẽ chết ngay. Chị hai à, thôi đừng có tới phó. Chị yêu chồng chị lắm sao? Chị em cũng biết. Vậy nếu anh không phải là hoàng cửu đệ thì sao? Hoàng cửu đệ thực sự tướng mạo giống y như ảnh, nhưng mà là một thằng lùn. Tại sao lại như vậy? Ông là đàn anh bọn Tây Đen, đã thấy hoàng cửu đệ từ nhỏ tới lớn. Bà đã nhận được tin, anh Thiên đã mời ông qua Hồng Kông. Honey, bà xã. Ăn cơm đi bà xã. Ăn tầm 21 baby mình có thể khôn ngoan đó. Vậy sao? Ở đâu vậy? Chị à, ăn thử miếng này đi. Cảm ơn. Đại ca, cái vụ sanh con em là người rành nhất. Có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi em đi. Chị à, ăn miếng đi. Được. Cảm ơn. Em Trung mà em lớn rồi. Đại ca, chúc mừng anh chị. Cô chưa khám bác sĩ biết đâu là chưa có. Sao chưa có? Em nói chắc chắn có mà. Chắc chắn có mà. Chắc mà. Ừ. Vô làm gì đó.
Đồ tàn phá bột. Đi ra đi. Đi ra. Đi ra. Làm gì đây? Ê. Vô đây làm gì vậy? Hả? Tôi tới đây coi kịch đó. Sếp à, chính là nó. Bây giờ cảnh sát nghi ngờ cô có liên quan tới cái chết của người này. Mời cô thay chúng tôi về cảnh sát điều tra. Nhận cô đi. Dạ. Không phải chứ. Đây là lệnh cô Lưu. Không phải đâu. Vợ của tôi là người tốt mà. Nếu vợ của anh là người tốt thì tối hôm qua đâu có giết người. Chị không giết ai đâu. Tối hôm qua chị ngủ chung với tôi đó. Là đàn em của tôi thấy đó. Không tin hả? Không muốn coi video không? Ai lắm cho qua đi. Có cái gì không? Không tin đâu, tôi nhất định là không tin. Đừng có cãi. Đúng là tôi. Tại sao giết người vậy? Mình đã giao trước rồi, bất luận như nào cũng không giết người mà. Nếu thực sự cũng không chết, chồng có thể chứng thực anh là hoàng cũ đệ vợ. Đại ca, nhưng anh không có chứng cứ chứng thực anh là hoàng cũ đệ vợ. Tôi không phải là hoàng cũ đệ. Tôi là Diệp Thiện Văn. Tôi không phải là cố ý đâu. Tôi không muốn hại ai hết mà. Căn nhà này tuy hơi nhỏ nhưng mà cũng dư cho tôi ở. Anh có nhớ là hồi tám lượng nhà đã chết từng nói gì với tôi không? Mấy người đừng bắt chỉ nha. Đừng đánh đánh cho tôi. Đừng đi. Nè. Đi đi. Nè. Đi đi. Tôi. Nè. Ê, cô chỉ thủ tọa bây giờ đó. Đừng có la. Đã nhắc nhở cô rồi. Trước kia với cô theo tôi lại không có chịu nghe. Bây giờ phải theo cảnh sát. Đồ hèn hả? Nè. Cho mày một cơ hội nha. Thằng đánh giày. Bây giờ có chịu theo tao không? Nè. Đại ca. Mày đi về đi. Nè. Trung à. Trung à. Anh có tiền hay không? Đủ ở khách sạn rồi. Ê, anh đi không? Tôi có hứa với ban chủ. Phải chơi hoài của đệ thật sự trở về. Anh thật là mất tình cảm. Căn nhà lớn như vậy mà ở một mình hả? Hey, thiệt lộn. Ê, chuyện gì đó? Ây giờ chuyện gì đây? Chà, sắp sửa bụng nổ rồi. Cái thằng Thiên mất dạy, không dám giết tao. Muốn giết chiếc xe của tao hả? Có phải em đại ca? Tôi không phải đại ca của anh đâu. Sao mấy người ơi làm đại ca quá vậy? Nó thích làm đại ca thì cho nó làm đi. Sao bắt vợ của tôi chứ? Đại ca không phải nói chuyện như vậy chứ. Đại ca, suốt đời em chỉ có lỗi hai lần thôi. Lần thứ nhất là lấy làm người vợ. Lần thứ hai là có tình cảm với anh. Ai mà có tình cảm với anh nữa? Hè, đừng có làm em nổi sùng ha. Nè nè, có xe kìa. Hả? Là anh Trung đó. Thằng Trung. Tôi nói là anh Trung mà. Nè, em đã nói là chắc chắn đi theo. Nè, tôi đã nói anh có súng. Tôi đã liên lạc với Cửu Dương Long. Anh biểu tôi phải giết anh ngay. Tôi để 3 tiếng. Một. Hey. Lên đi. Đừng nha. Nè, anh bóp cò là tôi không có yêu anh nữa đâu. Ba. Ý, chưa nạp đạn mà. Đồ phản bội, nằm im. Đồ phản bội. Phải dậy giấc ra. Ủa, sao không có đạn vậy? Sao bắn tao vậy? Em đâu có ngờ. Bây giờ làm sao đây? Tại sao anh không giết tôi chứ? Ta dành phải giết thằng Thiên. Tôi không thể có lỗi với Cửu Dương Long. Nhưng anh có thể. Tôi đã nói tôi không giết người mà. Anh tối ngày đòi làm người anh hùng, không chịu làm người xấu. Rốt cuộc chỉ lợi cho bọn người xấu thôi. Anh biết không? Mày nói đơn giản chút đi, tao không có hiểu. Con hiểu. Hả? Ý của anh biểu đại ca đi giết thằng Thiên, nếu không sẽ chết nhiều người nữa.
Bà biết mà, ông Lâm đã giải nghệ lâu rồi. Đối phó với thằng Thiên thì nó sẽ làm trời làm đất. Làm trời làm đất. Bà đã hiểu chưa? Anh rể. Anh rể, em đã bảo lệnh chị hai ra rồi, nhưng chị đã đi tìm anh Thiên. Ừ. Nè đại ca, có biết lái xe không? Không biết. Cô muốn trao đổi với tôi à? Cô là cái thá gì? Tôi dùng bản thân của mình để trao đổi chồng tôi. Cô xin tôi? Phải. Tôi xin anh. Được. Tôi nhìn cái tướng của cô năn nỉ tôi. Bây giờ cô dễ thương quá đi. Giang xin tôi đi. Lưỡng tiếng Giang xin tôi đi. Tôi xin anh hãy tha cho chồng của tôi. Bộ cô tưởng cô còn giá trị hay sao? Bộ cô cũng biết sợ à? Cởi áo đi. Cởi áo. Hãy đóng cửa lại. Muốn coi thì vô coi đi. Cởi ra. Nè, cái gì? Cái gì hả? Cái gì? Cái gì? Tôi lúc nào cũng tốt với anh em của tôi lắm. Tôi đi ăn cái gì thì tụi nó cũng ăn cái đó. Cô nói là muốn theo tôi lắm mà. Cô sợ hả? Ừ? Đứng yên. Cắt cái lưỡi của anh đi. Cấm liếm vợ tôi đó. Tránh ra. Tránh ra. Sao anh đúng lúc quá vậy? Ừ. Mày liếm đi. Còn le lưỡi ra nữa hả? Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Bà xã, không sao chứ? Không sao. Không sao. Là súng hơi đó, bắn nó đi, bắn đi. Đừng nghe. Không, chẳng trúng phát nào sao? Nè đại ca, nào bị trúng có làm ơn lên tiếng đi, đừng đứng ráng nhịn nghe chưa? Đại ca sao trúng phát nào vậy? Chú bớt quá đi. Đúng vậy. Đóng cửa lại. Chịu nổi rồi. Hả? Tụi bay còn chưa đi sao? Ở trên kia. Lên đi. Cảm ơn. Không có gì.
hay quá. Chạy mau đi. Ê, hay quá, hay quá. Ê, 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 chạy tôi rồi, chạy tôi rồi. Chạy tôi rồi, chạy lại này. Cảm ơn anh bạn. Chạy đã mất tiêu rồi, kiếm coi. Ờ. Mới đây chạy mất tiêu rồi. Có thấy không nhỉ? Không thấy. Rồi, đi kiếm coi. Giơ tay lên, quay mặt lại, bỏ súng xuống, đừng có ngó qua nha. Ngó qua nữa là bắn bể giấy. Bây giờ em thì là tàn nhẫn quá, em đâu có thể như vậy chứ. Hả? Ê, em là TV thôi mà. Đúng là thứ đồ hèn hạ mà. Hôm nay tôi phải giết anh cho hả? Em đừng có hồng. Đồ ngu, cái súng đó không có đạn đâu. Hay thiệt. Go Salin, go Salin, go. Bà xã tới phiên dì Thiên Văn. Cho mày coi nè. Vô rổ đi. Ừ? Chết tôi một tay hả? Nè. Vô rổ chơi đi. Vậy là xong xuôi. Ê, chú Bảy đâu? Không biết. Không biết đi đâu rồi. Chú Bảy. Chú Bảy. À? Tôi đây nè. Wow. Ông là ai? Tiền 7 lần rưỡi đó. Chú Bảy. Ê, tôi tưởng là Ngô Mạnh Đạt đen thui chứ. Chú Bảy hả? Chứ không sao chứ. Chú Bảy. Ngô Mạnh Đạt đâu rõ bằng tôi. Ê, chết chưa? Chết chưa? Chết chưa? À, chết chưa? Bỏ súng xuống. Đừng nghe lời nó. Xong rồi đại ca. Ông gọi tôi là đại ca. Đại ca, đại ca qua rồi sao? Trước kia đại ca nhận tôi lại mút mà. À, em biết rồi. Chị từ nãy giờ bắn ra pha nó cứ không trúng. Thì ra lòng em lúc nào cũng nghĩ tới đại ca. Đại ca, anh đừng tưởng em là nịnh bợ anh nghe. Cần gì phải nịnh bợ chứ. Ở trên đời này chẳng có ai đáng cho em nịnh bợ đâu. Ngoài Stalin, ngoài đại ca ra không ai cho em nịnh bợ đâu. Caminos đáng thì cay hơn. Hay, tôi thích nghe lắm. Không có đâu. Em mà em nói gạt nó thôi, anh không thích em đâu. Sai, tôi nói thiệt đó. Xin lỗi nói một câu, tôi là một con chó, dưới chân anh Thiên là một con chihuahua trung thành. Chihuahua. Tôi ghét nhất là chihuahua. Không phải, không phải. Em không phải là chihuahua, là một con chó quan cà chớn, cà chớn. Anh Thiên à, sáng mai em còn tới cục di dân đi gặp quan di dân nữa. Gặp quan di dân? Gặp di dân đi. Đừng có đánh anh, hãy giết tôi trước đi. Đúng rồi đại ca, giết một trong hai đứa nó trước đi. Nếu mà hai người có tình nghĩa như vậy, được. Tôi sẽ cho một trong hai người một cơ hội. Quả là của cái súng này có thể bắn lũng đầu của hai người. Nếu muốn bắn lũng đầu của ba người tôi nghĩ không được đâu. Đại ca anh biết hả? Em gọi điện thoại người ta nghe. Đứng đó. Ba người đứng xếp thành một hàng. Qua đây. Nhanh lên. Nhìn cái gì? Đứng xếp một hàng đi. Nè bà xã. Để đứng trước.
Đại ca bốc cò đi, không cần để tới em. Cầm cái miệng lại đi, ăn thua gì tới mày. Đại ca nói nhiều giờ làm cái gì, bốc cò đi. Tôi không ngán anh đâu, bốc cò đi. Cơ hội của mỗi người chỉ có một lần. Đại ca, nổ xuống đi, không cần để tới em mà, khỏi cần để tới em. Ây da, chết cha tôi rồi. Không có gì. Né hả? Giờ đánh tôi vậy, đâu có giờ là không né. Khốn nạn, dám né hả? Đại anh không giao trước mà. Một lát nữa dám né coi chừng tao bắn bể đầu mày đó. Đúng vậy, cấm né đó. Mày nhiều chuyện quá hả? Được, bây giờ bắt đầu từ người sao chót. Tướng Phiên Mây. Đừng nghe đại ca, đừng nghe đại ca. Đừng có dây dòng nữa. Nổ xuống đi. Ông sợ. Em không sao đâu. Như vậy sợ quá đi. Anh đứng sau đại ca. Mọi người đứng một lần đi đại ca. Làm sao mà không sợ chứ. Đại ca. Đứng yên. Đại giao trước là mỗi bên một lần mà. Lại tới phiên mày rồi. Nè mà đừng khóc như vậy. Làm gì đại đường phương đổ máu không đổ lệ đâu hả? Đúng là nam như đại trường phu, đổ máu không có đổ lệ. Ê, bắn đi. Đừng lộn số. Đừng, sợ quá đại ca ơi. Đừng. Muốn đột kích tôi hả? Về chứ. Xin lỗi nha, tôi đã thất bại. Đi chết đi. Muốn chạy à? Chạy đi. Con mày chạy đi đâu? Xuống đây đại ca. Nằm phát trống. Phát này dính rồi. Bây giờ mày hết đạn rồi hả? Tao có nè. Đại ca, cho em một cơ hội đi. Không liên quan tới em đâu, em dưỡng chơi thôi. Cho em một cơ hội đi, đại ca đừng có giết em nha. Đại ca, nhớ đừng tha cho nó, thả cột về đừng thôi, giết nó đi, bắn nó đi. Bắn bỏ nó đi. Đừng nha. Tôi không muốn giết người. Anh không muốn giết người thôi. Nó thực ra không phải là người, anh quên rồi sao? Nó hiếp dâm vợ của anh này, báo hại thằng Trung bị thương nữa. Còn báo hại các bậc chú cha, bảo giết nó đi. Hãy mau giết nó đi. Bà xã. Đại ca em cầm giùm cho anh. Tôi đã giết người rồi. Thằng đó đâu có phải là người đâu, nó là hạng cặn bã thôi. Đúng vậy, nhưng mà tôi là hung thủ. Thôi nó là người xấu mà, anh giết nó coi có thể như là cứu 1000 người vậy. Nè anh đã cứu nè, nó đó, nó kìa, nó nè, còn nữa đó. Vậy còn cũ? Cũng do anh cứu. Hay quá, vậy là tôi cứu lấy vợ của tôi. Nè, sao cái chuyện lần này thì đã khôn lớn rồi đó. Đúng vậy.